Ông cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đang truy tìm chiếc xe ô tô 7 chỗ, sau khi đâm chúng đã cuốn nữ lao công vào gầm xe rồi kéo lê nạn nhân một đoạn đường dài. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 12. Nạn nhân 34 tuổi ở đường Trần Khắc Trân, quận Hai Bà Trưng, hiện là công nhân công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hai Bà Trưng. Thời điểm trên, nữ lao công đang dọn vệ sinh trên đường Minh Khai thì bị một xe ô tô giống xe Innova màu bạc tông vào. Sau khi bị đâm, nạn nhân bị ô tô quấn vào gầm, nhưng tài xế không dừng xe mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lên nạn nhân dưới gầm xe. Đến đây Nguyễn Khoái, nữ lao công bị văng ra vỉa hè đường trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tình trạng đa chấn thương, gãy xương gò má phải, chấn thương sọ não, chảy máu trong, phần đốt sống cổ không cử động được. Theo chia sẻ của người nhà thì gia đình nạn nhân rất khó khăn, chồng của người lao công thì làm xe ôm, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Vợ chồng chị có hai đứa con nhỏ và còn một chị gái của chồng bị tàn tật và hiện cơ quan chức năng đã trích xuất camera dọc tuyến đường minh khai nhưng chỉ ghi lại được hình ảnh ngang xe chiều xe di chuyển chưa thể xác định được biển kiểm soát vì vụ việc xảy ra trong đêm nên quá trình điều tra có nhiều trở ngại